thì vô khám để thẩm định thì bệnh phổi đau bạn áo đau bụng thì vô tới bác sĩ khám các bệnh thì mình sẽ ưu tiên thì siêu âm tốt nhất thì có thể siêu âm động cân của những người lớn nữa, nhưng mà các bạn thấy rồi các bạn thấy sao không hợp tác đó là cái khó, nhưng mà cứ dễ thôi đó thì là những cái tạng nó nhỏ nên nếu siêu âm được thì sẽ dễ thấy hơn những người lớn. Ngay cả bản thân chị mà nói khi mà họ cho người lớn là mình cái đầu tiên mình phải học đó là làm những anh đi bây giờ khi cho người lớn tại không có tự tin chút nào hết. Tại vì quét một cái gan của em bé, một cái gan gì đó các bạn sẽ thấy chết trời một tuần. Gan em bé các bạn đi vài đường hết cái gan rồi. Gan gì đó cậu biết lên cái thứ chuyện gì mà nó cũng như ha. Thì siêu âm thì nó như nhau, mà đối với thi thì thật sự như là một cái mạng phim nó không giống lắm. Thì em bé có thể phát hiện các triệu chứng của cái đau bụng thấp. Ví dụ như nó kêu lên đau bụng, nó chỉ cho bụng hoặc là những em bé mà chưa có nói được, nó tiêu chảy hay là người nhà thấy là nó đi cầu, có máu lên thân phân ha, rồi hoặc là nó sốt cao, có những triệu chứng rất là trồng lắm về cái đường trong tiêu hóa thì đôi khi lâm sàng khác không có chẩn đoán ra được là không cứu được cái gì hoặc là người ta nghi ngờ cái gì, cái này có thể nghi được thừa, cái này có thể lòng ruột chẳng hạn, thì lúc đó người ta sẽ nhờ siêu âm để mà người ta chẩn đoán phân biệt. Tuy nhiên thì từng lứa tuổi mà nó sẽ có những cái mặt bệnh về cái ống tiêu hóa riêng. Ví dụ như bạn thấy đối với trẻ sơ sinh nổi bật nhất là bệnh gì? Đó là viêm, đó là viêm ruột thải tử. À, cái viêm ruột thải tử là cái hàng đầu của những trẻ sơ sinh, rồi lớn một xíu cái phải đặc biệt hơn lồng ruột, đúng không? Đi ngoài đi thấy là lồng ruột, rồi xen vào trong đó sẽ có những cái gì như viêm ruột thừa, xóm ruột vân vân, hoặc là những cái viêm ruột không có đặc hiệu. Thì lựa chọn đầu trò giống như ở người lớn, cái gì xem phân lớp đông thì dùng đầu trò phẳng, là to thì sâu, hoặc thể thì dùng cái đầu trò cong. Thì đối với con nít thì nó chắc là nó không có hợp khác, thậm chí bây giờ con nít gì nước cũng béo phì đấy, để lên thì nó khó mà to ăn mở rất là nhiều, để béo phì thì cũng hơi nhiều. Thì trong cái skill siêu âm của mình thì rõ ràng là có hai cái, thay đổi tư thế hoặc là mình dùng đầu dò để mình ấn và dè ép đẩy hơi đi, thì đó là những cái kỹ thuật riêng mà khi các bạn làm từ từ các bạn sẽ có kinh nghiệm. Thì bình thường các bạn học bài xong tiêu hóa của người lớn rồi đúng không, con nít thì cũng vậy, nó sẽ thay đổi theo biến động là sự căng giãn, thì mình nhớ hai cái thành ruột và đường tính ống tiêu hóa. Thì đối với khi nào mình nói là viêm ruột để ý thành ruột dày, thì đối với ruột non mình đo được là trên 3 ly, ruột già trên 4 ly thì mình có thể theo dõi viêm ruột được rồi ha. Còn đường kính của ruột thì cũng giống như người lớn, thường khoảng ruột non thì dưới 25 ly và ruột già là dưới 50 mm. Rồi mình nhìn lại cái giải phẫu của ống tiêu hóa trên siêu âm ha, thấy đó năm lớp niêm mạc rồi lớp cơ đi, lớp cơ đi xong rồi mới tới lớp dưới đi mình tới lớp cơ và thân mạc ha. Mình nhìn lại cái hình lớp một để bạn nhớ nhắc nhớ lại niêm mạc và eco dày, lớp cơ đi là eco kém, rồi tiếp theo cái lớp dưới đi lại là cái lớp eco dày hơn cả niêm mạc, đúng không? Rồi tới lớp cơ là eco kém, và lớp ngoài cùng là thân mạc sẽ là eco dày, cái người bị eco dày đó là năm cái lớp có tiêu hóa như thế này, đó là cái hình cắt dọc của mình nha. Rồi còn tôi đứng đây là cái hình cắt ngang của từng lớp. Chủ yếu đối với bệnh lý ống tiêu hóa chủ yếu là của ruột non là đa số ha, thì làm sao để mình nhận diện vị trí tổn thương ổng tràn, hồi tràn hay là của đại tràng, thì khách sơ lại ổng tràn sẽ nằm ở đâu, chủ yếu là ở bên trái và các quay ruột của ổng tràn thường nó sẽ sạch tét nóng dưới gì hết, không biết không trình gì hết ha. Tới hồi tràn thì sao, bắt đầu thường sẽ có chứa dịch, nếu bạn sẽ thấy các
ngắn hơn, ứng dịch nó giãn ứng dịch và nó ít tiếp cấp hơn. Rồi tới đoạn cuối hồi tràng thì bắt đầu nó sẽ thành, nó sẽ sao dày hơn, cái quan điểm biết qua mang tràng ha. Còn đại tràng thì chủ yếu mình sẽ bán dựa vào vị trí chọn cái thành bụng ha, chọn thành bụng hai bên thì mình sẽ bán rất là cái vị trí của đại tràng. Đương nhiên thành của đại tràng lúc nào nó sẽ dày hơn của bụng non ha. Rồi nếu vậy khi mình siêu âm để cái này thấy gì, nghĩ là ruột gì, ruột sạc không có chứa khí chứa dịch gì hết, vị trí gì, cái này với lại nhiều cái vết gấp như thế này chắc chắn là ruột non rồi ha, mà nó là ruột non mà không có chứa dịch gì hết đó là hỏng tràng ha. Khi mình nhìn những quay ruột này, những quay ruột có hỏng tràng bắt đầu xuống, những cái đoạn ruột vẫn là ruột non nhưng bắt đầu thiếu dịch và ít cái vết gấp hơn hồi tràng. Rồi tới cái đoạn này bắt đầu cái thành nó dày hơn và quan trọng trực tiếp, trực tiếp của ban hồi tràng ha, đoạn cuối của hồi tràng qua ban hồi tràng. Như vậy thấy tùy cái vị trí mà cái hình ảnh siêu âm cũng sẽ hơi khác nhau. Thì cái đó là mình sơ lược lại về cái cấu trúc bố tiêu hóa hình ảnh siêu âm. Thì đây là những cái bệnh cấp cứu chi thường gặp về hệ thống tiêu hóa, viêm ruột hoại tử nè, viêm ruột thừa, lồng ruột, xoắn ruột, hẹp cơ mô vị thì đại, viêm mạc mạc keo, chú thừa mạc keo, hay lóc scolarin hoặc là nhồi máu mạc máu, cái hẹp keo cái nhồi máu mạc máu bây giờ chưa có thấy chưa hồi đó chị là không biết bệnh này mà sau này rất là nhiều. Thì mình đi cái bệnh đầu tiên đó là viêm ruột hoại tử. Thì viêm ruột hoại tử đó là một cái bệnh do thiếu máu của ruột là cho ruột bị hoại tử. Nguyên nhân đa số những cái bệnh cái gì gọi là không có nguyên nhân rõ ràng thì mình người ta đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau, có thể do nhiễm trùng huyết hoặc là nhiễm trùng dinh dưỡng qua cái đường tiêu hóa thì nó làm tổn thương những cái mạch máu niêm mạc ruột tại chỗ thì dẫn đến dễ bị viêm. Bệnh chủ yếu xảy ra ở trẻ sinh non và bị nặng nề nhất là trong giai đoạn sơ sinh. Các bạn có thiên nhiên các bạn có để ý không? Trong phần những cái bệnh thiên nhiên luôn, mình bán là viêm ruột hoại tử rất là nhiều. Thì nếu mà nặng, thậm chí trẻ có thể tử vong ha. Còn đối với những trẻ cũng khác, có viêm ruột hoại tử không? Có, những trùng nặng, hoặc là những cái về bệnh tiết tim mạch, hoặc xảy ra sau cái mắc ruột. Nó tổn thương mạch máu thì vẫn dẫn đến những cái viêm ruột hoại tử. Thì khi mà bị viêm ruột hoại tử á, nó sẽ dẫn đến những biến chứng gì? Ruột viêm bắt đầu chất nhẹ lại, thậm chí là nó thể thủng ruột, thủng ruột dẫn tới viêm thất mạc ha, rồi hoặc là tắc ruột vân vân, những cái biến chứng về ruột là đều có hết. Mình sẽ tìm cái gì trên siêu âm? Siêu âm viêm ruột hoại tử mình đi tìm cái gì? Nói tới viêm ruột hoại tử, bây giờ mình nhảy trong đầu mình đi, cái bệnh nếu là đầu tiên thì mình lấy định gì đầu tiên? Sưng nề. Có dày thành ruột hay là không? Đúng không? Nói viêm thì mình nghĩ tới có dày thành ruột hay là không là cái đầu tiên để mình tìm. Nói tới hoại tử, thì hoại tử thì sẽ sao? Sưng hơi, đề gì? Sẽ tìm khí. Đối với viêm ruột hoại tử có hai khí, hai cái chỗ khí mà mình cần tìm. Một là khí ở trong tĩnh mạch cửa hoặc là tĩnh mạch gan. Hai là khí trong thành ruột, các bạn nha, thành ruột chứ không phải là lòng ruột. Lòng ruột thì lúc nào cũng có khí rồi, nên nhớ phân biệt khí trong thành ruột ha. Rồi khi ruột viêm thì ruột có thể sao giãn, giãn nhu động ha. Rồi lâu ngày biến chứng sạc tắc ruột thì mình sẽ tìm những dấu hiệu tắc ruột, những cái biến chứng của bệnh. Rồi tìm thậm chí là viêm phúc mạc, viêm thì có dịch ổ bụng. Nếu như là viêm viêm ruột hoại tử hay hủng ruột thì mình tìm thêm gì, dấu hiệu gì trên siêu âm để chẩn đoán nó là mắc hủng, dấu bén màng ha, dấu bén màng mình sẽ tìm dấu bén màng ở trên siêu âm. Bén màng đây, đây là một cái hình ảnh bên màng hơi ở trong thành ruột. Các bạn thấy ở đây là cấu trúc ống tiêu hóa của mình, ở đây là trong lòng của ruột, đúng không? Tại vì mình thấy xung quanh cái ống tiêu hóa mình thấy gì? Trắng quá thì trắng luôn, cái bôi dày rất là nhiều, đúng không? Các bạn thấy đây chính là hơi,
bình thường theo nguyên tắc siêu âm của mình, hơi sẽ nằm ở đâu? Trên cao, đúng không? Như vậy cắt một cái ống tiêu hóa ngang vậy, và tự nhiên bạn thấy cái cắn này nó trơn, nó không có theo cái trọng lực ở trong lòng ruột, chứ không phải là nó có bốn dòng theo các thành ruột. À, thậm chí đôi khi bạn không cắt được hết nguyên một cái hình mà nó có khí trong thành ruột nhiều như vậy, đôi khi nó chỉ nằm một bên, mà thậm chí lại nằm bên này. Tự nhiên bạn thấy trong thành ruột có một cái nải như cô vậy, nó cắn rất tắc vậy, thì bạn vẫn phải biết là gì ra được đó là hơi trong thành ruột. Bởi vì sao nhé, nhắc lại, hơi thì nằm ở trên cao trong lòng ruột, nên khi mà nó thấy hơi nằm ở những vị trí bất thường khác của ruột thì nó nhìn thấy hơi trong thành ruột ha. Bên này cũng vậy, có thể thấy nằm trong thành ruột cách chọc lại ha, rất là nhiều. Và đây là những hình của CT tí của thành ruột đen. Còn ngoài ra khi mà viêm ruột hoại tử thì sẽ sinh hơi, người ta còn thấy được tí tiền diện trong tĩnh mạch cửa hoặc là tĩnh mạch gan, giống dấu hiệu của cái viêm sỉ ha, khí chạy lên gan. Nhưng cái dấu hiệu này các bạn có thể thấy trong một cái tĩnh nữa, đây là dấu hiệu khá sớm, bạn sẽ tìm thấy cái hơi trong tĩnh mạch cửa hoặc tĩnh mạch gan, nó nhiều khi nó còn sớm hơn hơi trong thành ruột nữa, tại vì cái sự sinh hơi nó di chuyển theo cái đường tĩnh mạch, nó sẽ dẫn thu ra những cái nhánh mạch này, và bạn thấy những cái dấu hiệu thế này. À, dấu hiệu này nếu như mà trẻ có truyền máu qua đường ruột thì vẫn thấy dấu hiệu này, đúng không? Tại vì có khí bên ngoài đưa vào, truyền máu qua đường thành ruột mà quên thì bạn cũng thấy được dấu hiệu này. Nên nếu thấy cái dấu hiệu này cũng hỏi ngược lại có là cái thủ thuật gì hay là không để mình phân biệt khí là từ ngoài đưa vào ha, thì dấu hiệu này là chỉ sớm để gợi ý những cái viêm ruột hoại tử mà người ta cần phải theo dõi. Cái này là gì? Chị có buồn. Chị đang nắp ghê và chị đang ngồi đen thì là chị cứ làm gì? Đúng không? Rồi. Đây. Thấy gì? Ống tiêu hóa nằm khác nè. Ống tiêu hóa nè. Thấy sao? Khí nằm dày thôi nè. Chứ đâu có nhiều những cái nải của mình. Mình thấy những cái lớp cây mô dày nhỏ nhỏ nằm ở trong thành ruột ha. Đây thì thật sự đối với những cái một cái viêm ruột hoại tử á, ngoài cái siêu âm người ta còn dùng X-ray để chẩn đoán, thì nhưng mà siêu âm sẽ phát hiện dễ hơn những cái dấu hiệu tí trong thành ruột hoặc là tí trong tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch gan nhạy hơn, sớm hơn so với X-ray rất là nhiều. Người ta sẽ dùng X-ray trong những cái trường hợp có hủng ruột hay không, có tắc ruột hay không, thì X-quang sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho siêu âm để bạn chẩn đoán. Rồi, hình ảnh gì? Thấy quay ruột nhẹ, phần này có dịch ở bụng, ở bên này. Dấu hiệu gì? Hay là dấu hiệu phế quản? Ha, đương nhiên dấu hiệu phế quản đa phần đó, mình sẽ là cộng thì mình sẽ dễ thấy hơn. Nhưng mà ngược lại thì người lớn cũng có dấu hiệu phế quản, nhất là những trường hợp mà bệnh nhân bị ung thư, tắc ruột, hủng ruột. Các bạn biết đôi khi các bạn bỏ sót cái dấu hiệu này, quét qua thấy nhưng mà nghĩ bệnh nhân này mặc cái gì đó hơi nó ke, chị thấy rồi sót cái dấu hiệu phế quản ở người lớn. Ở con nít thì cái này dễ quét ra là thấy, tại vì cái phần gan nó nhỏ. Còn đối với người lớn các bạn phải để ý cái dấu hiệu phế quản này trong mấy cái phần mặt rộng. Rồi biến chứng lâu dài viêm ruột sẽ gây chất hẹp lòng ruột. Mình thấy trong siêu âm này mình thấy thành ruột dày lòng thì hẹp lại rất là hẹp, tương ứng với hình X-quang của mình bên này ha, hẹp nguyên một cái đoạn ruột rất là dài. Các bạn thấy đối với những bé như thế này dinh dưỡng sẽ rất là kém. Rồi đi qua cái tình thứ hai đó là viêm ruột thừa. Viêm ruột thừa không đấy không khác gì so với người lớn về cái mặt chẩn đoán. Khác nhau ở chỗ nào? Em bé không biết nói, không biết thêm được. Nhất là đối với những trẻ càng nhỏ, càng dưới 2 tuổi. Dưới 2 tuổi thì nói chưa rằng nó đau bụng thì chỉ cái bụng nó thôi. Thậm chí những đứa nhỏ hơn, nó còn không biết nói, không biết chỉ luôn. Nó chỉ có khóc và khóc, hoặc là tại cái giai đoạn nặng là nó sốt. Nó sốt lên thì lúc đó nó chưa vào viện để khám. Thì lúc đó mình dễ bỏ sót những cái viêm ruột thừa đối với những trẻ càng nhỏ, và những đứa bé vô chúng mình thường là ruột thừa để siêu
ngờ nằm đâu trong cái tháng viêm phúc mạc đó. Dịch này ghê tung tung hoặc là cảm thấy ruột thừa nó bể ra rồi, không tìm thấy được nữa. Cảnh báo cái ruột thừa cho tới bây giờ người ta vẫn dựa vào lâm sàng chỉ hơn người thân của mình. Dựa vào lâm sàng xét nghiệm máu sau khi mình trả lời ruột thừa 8 ly để 2 ngày mình giả mổ. Ngay cái gì đến trước là ngay đến thân của chị viêm ruột thừa đau đúng không được phải tự nhấn được luôn đi vô siêu âm 9 ly mà không có gì mà nói gì cả, ấn thì rất là đau mà không có dịch, đi chụp CT chụp bên ra 9 ly luôn không mổ thì cũng cuốn. 3 ngày sau siêu âm là thấy gì hết, không mổ, chắc chắn là không mổ. Vì đương nhiên mình có thể không mổ nhưng mà nguy cơ của mình sẽ là viêm ruột thừa mạn. Nó sẽ có diễn đợt, nó sẽ hết. Chị từng thấy các chị anh chị đối với viêm ruột thừa bây giờ người ta bắt đầu có điều trị nội khoa. Chứ các bạn có biết không? Học y giáo các bạn cũng nghe rồi đúng không? Thì mà đa phần điều trị nội khoa là ai? Bác sĩ và người nhà bác sĩ đang đảm bảo các điều trị nội khoa. Nhưng mà thấy hồi luôn là sau khi điều trị nội khoa sẽ tái phát, chắc là tái phát và có người bị những cái lần thứ ba thì thôi mổ ra rồi. Sao? Thì nên bệnh viện đối với ruột thừa mổ thì không mổ, tùy hơn sàng, đừng để căng quá rồi để có viêm phúc mạc thì nó sẽ nặng nề hơn. Thì cũng giống như ở người lớn, trẻ béo phì cũng sẽ rất là khó làm, hoặc là trẻ quấy khóc không có hợp tác. Các bạn đi nhớ ở ngày kia bạn thấy em bé thường nó khóc rất là dữ. Bình thường nó bệnh nó đã khó chịu rồi mà còn đè nó ra thì siêu âm nó. Nhiều khi ba mẹ giữ hai tay hai chân luôn nó cũng không có làm điên cho mình làm. Đó là cái hạn chế của mình. Ở người lớn của mình, ruột thừa bây giờ nếu như bệnh lâm sàng đi mà siêu âm không ra đi làm gì? Chụp CT đúng không? Chụp CT thì ruột thừa các bạn đi làm các bạn sẽ thấy rất là nhiều. Thì nhưng mà đối với con ít ba mẹ làm vậy. Tại sao? Một lần chụp CT anh tiêu rất là nhiều, người ta sẽ cân nặng hạn chế. Ở bên di động thì di động một thì chị thấy gần như là chẳng có ai chụp CT để bắn được nữa. Chỉ có làm siêu âm là kêu mình là sẽ không tin thì có để nó theo dõi. Ít khi nào mà chụp CT, còn đối với người lớn vừa mới siêu âm bụng cấp cứu, đi ruột thừa xuống siêu âm mình trả lời không thấy ruột thừa, ở phía sau kêu xuống chụp CT thì đi ruột thừa. Nên chị nghĩ là ở những bệnh viện các bạn làm nếu mà chỗ nào có CT mình cũng sẽ làm như vậy rất là nhiều để loại trừ sớm. Thì tiêu chuẩn chẩn đoán đi ngang của người lớn, ống tiêu hóa đầu tổng không lưu động được tính trên 6 ống không xẹp, và một tiêu chuẩn đặc biệt là chúng ta thấy tổn phân là các cán là được tự nhiên không cần biết được tính tổn phân gì rồi. Hình ảnh viêm ruột thừa thì quá quen thuộc rồi, nếu mà bạn nào đã từng làm siêu âm rồi thì những cái viêm phúc mạc xương trú mình thấy cái gì dày mạc đối xung quanh ha, thấy thầy cô dày lên đường kính ruột thừa đo trên 6 ly ha. Rồi vậy cái trường hợp là một thì có thể có dịch ở quanh ruột thừa, có dịch ở đầu tổng xung quanh. Đây là những cái vẫn còn là viêm phúc mạc xương trú, nếu mà viêm phúc mạc còn thể hoặc là ruột thừa vỡ như đầu thì lúc đó sẽ không có tìm thấy ruột thừa nữa. Mình chỉ nghĩ là viêm phúc mạc do viêm ruột thừa ha. Và đó mình đi học y thì đã biết nhiều về cái ruột thừa rồi. Hình ảnh thì sỏi túi mật hả? Hình ảnh sỏi thân ha, hình ảnh sỏi thân trong mấy cái viêm ruột thừa. Một cái bệnh cấp cứu hay gặp nhất ở con nít lòng ruột. Thì lòng ruột tại vì đi ngoại đi chắc cũng thấy được rồi. Còn cái đoạn ruột này nó chưa vào lòng của đoạn ruột kế đó. Cái này gặp được rất là nhiều, tăng chứng thì hấp khét, đau bụng cơn, ói hoặc là tiêu ra máu. 50% khối lòng lâm sàng sẽ sợ thấy được. Là nhiều khi vô cáo cũng cứu hỏi bị gì cái đó, nó đang chơi hấp khét lên, hấp khét xong cái mình nó lính. Họ nó lại khóc nữa, rồi nó kêu nó đau bụng. Thậm chí đôi khi người nhà cũng rờ được bụng khi mà nó lòng, tại sao rờ được. Thì đây lúc đó nó có du động. Du động đó thì cái đoạn ruột ở dưới nó chua vô cái đoạn ruột ở trên, đúng không? Mà nó chua qua nó không, nó cứ nhào nhào tới hoài, nó sẽ gò lên. Nó gò lên thì người ta tự người ta rờ cũng được nữa ha. Thì
nên đa phần những cái khối lòng ruột bác sĩ khác sẽ nhận diện ra được và người ta nhìn cái triệu chứng sẵn đã nghi ngờ. Lòng ruột mình cần lưu ý thì 80-90% lòng ruột là không có nguyên nhân, và đa phần là mình sẽ thấy lòng ruột xảy ra ở trẻ dưới 3 tuổi, 3 tháng tới 3 tuổi thì gần như là không có nguyên nhân gì cả. Tuy nhiên nếu mình tìm thấy lòng ruột ở những trẻ dưới 3 tháng tuổi hoặc những trẻ trên 5 tuổi mà có lòng ruột thì mình phải đi tìm nguyên nhân. Nguyên nhân gì dẫn tới lòng ruột? Giống như người lớn mình có lòng ruột không? Đó, người lớn mình lòng ruột cháu gì? U ruột, đúng không? U dây lòng hoặc là gì? U lý, đúng không? Thì sẽ có nguyên nhân về mặt dây lòng, nên mình cần phải đi tìm nguyên nhân thực thể. Nếu mà trẻ ở lứa tuổi quá nhỏ hoặc lứa tuổi hơi lớn lớn rồi mà nó có lòng ruột. Rồi, mình nhìn lại một cái hình lòng ruột ha. Các bạn thấy một cái lòng ruột chui vào lòng một cái lòng ruột khác. Rồi, những cái vị trí lòng ruột, vị trí phổ biến thường gặp nhất đó là hạ sườn phải, đúng không? Ở bên phải, lòng ruột của gì? Hồi tràng, đại tràng là thường gặp nhất. Tại sao? Ngay chỗ đó, cái van hồi đại tràng á cũng như là sẽ dễ lòng của ruột non đang cái động nhiều nó lại nó ẹp vô ha. Rồi người ta gọi là lòng hồ đại tràng. Nếu người ta không tìm thấy ruột thừa nằm trong khối lòng thì gọi là lòng hồ đại tràng. Nếu có ruột thừa nằm trong đó thì người ta sẽ đọc là lòng hồ tâm đại tràng. Ngoài ra vẫn có thể thấy lòng ruột ở những vị trí ruột non và thường xảy ra ở đoạn hồi hồ tràng hoặc có là tại đại tràng ha. Những cái nguyên nhân thực thể nào gây lòng ruột đối với con nít gặp nhiều nhất đó là đau nhức ở các gan. Cái thứ hai là bolip của ruột gây lòng ruột, nó cản trở chu động của ruột nên cũng dễ gây lòng ruột. Cái thứ ba nang ruột đôi, đó là ba cái nhóm thông thường gặp nhất của con nít. Rồi bắt đầu lớn lớn hơn xíu nữa có gì lymphoma nè, rồi những cái bệnh hay mắc scoliosis đó thì những cái vi mạch đó là vi kẹt thành ruột, cái chu động bất thường dễ dẫn tới lòng ruột ha. Hoặc là bệnh quanh vi mạch đó là thì di chuyển thì nó ít gặp hơn. Và những cái rối loạn cơ năng sau phẫu thuật thì là những cái khi nên mình nhớ trong đầu mình đếm không ít nằm ngoài cái lứa tuổi thường gặp mình phải đi tìm có cái khe không, có bolip hay không ha, có bất thường gì không. Nói chung là bolip và cái khe là cái mà mình phải nghĩ trong đầu nhiều nhất khi mình tìm cái nguyên nhân lòng ruột của con nít. Rồi siêu âm cái gì? Siêu âm cấu phòng cái gì? Dễ nhớ, cắt gan thì mình viên, cắt dọc thì mình giả phận hoặc mình xe buýt. Nghĩa là mình thấy hai lần một cái lớp như mặt ruột, nó nằm chồng với nhau ha. Đây là hình cắt gan rồi, đây là hình cắt dọc. Những cái dấu hiệu nào tiên lượng có báo động? Tùy vào vị trí lòng ruột mà tiên lượng có khó khám hay là không. Bây giờ ta nói là bằng gì? Bằng hơi. Ngoài ra còn có thể là bằng gì? Các bạn cảm thấy khó lọc bằng nước chưa? Đó. Hồi xưa, ở cái thời phương trị thì khó lọc bằng con biết. Nghĩa là em bé mà để có lòng ruột rồi em xuống phòng biết quen á, bơm con biết để quen á, bơm căng vô nên các bạn sẽ thấy hồi xưa tài liệu là nó cho mấy bạn thấy được cái hình gì, hình càng cua nhớ không? Ta sẽ bơm đổ áp lực sao nó sẽ bung càng cua nó ra, nghĩa là sẵn bơm nước nó đi vô để thấy là không còn hình nó nữa, căng ra khó lòng mình mới biết. Và sau đó là sẵn khó lòng bằng nước dưới hướng dẫn của siêu âm, nghĩa là cứ bơm nước vô dưới siêu âm để bà con có lòng còn hay là không còn. Và bây giờ thì khó lòng bằng hơi ở phòng mổ ha, và sau khi khó lòng thì đem xuống kiểm tra lại. Thì những cái trường hợp nào siêu âm của mình nói từ cái khối lòng này khả năng tháo lòng bằng hơi và nước sẽ thất bại thì có cái gì? Thứ nhất là vị trí của lòng ruột, ví dụ như lòng ruột của hồ hồi tràng. Các bạn tưởng tượng cái vị trí hồ hồi tràng làm sao? Bơm hơi bơm nhã nào và bơm bao nhiêu là đủ để mà tháo được khối lòng đó, đúng không? Thì không thể nào mà mình bơm, nếu mà cái vị trí hồ hồi tràng các bạn thấy rõ ràng thấy mà bơm hơi căng cái đại tràng hết sức mà cũng chưa tới được vị trí khối lòng là sao mà tháo? Nên đó là một cái khối lượng khó tháo lòng. Thành ruột, nếu mà thành ruột ngoài nó dày trên 1 cm, nó quá dày các bạn tưởng tượng bị gì? Nó
lòng bụng ở trong, đúng không? Thì làm sao mình đưa ra được? Đó, giống như bị siết cổ lại vậy đó. Rồi nó dịch ở trong khối lòng hoặc là giảm thiếu máu của khối lòng thì bắt đầu chứng tỏ là nhu động ruột này kia rồi nó đang giảm, nó đã bị ruột rồi. Thì những cái trường hợp đó thì siêu âm mình phải để ý, chứ mình lưu ý với lâm sàng là có tháo lòng được hay là không. Thậm chí có những cái trường hợp các bạn thấy tháo lòng mà xin lỗi lòng ruột mà nó để lâu quá, ví dụ như ở cái mức nào đó em bé chấp nhận được, bây giờ nó khóc 3 tiếng hồi sau nó khóc thì nhà cũng không thấy gì hết, để 1 ngày 2 ngày tới lúc tôi của mình lại gì lòng ruột biến tắc tắt ruột như vậy ha. Thì lúc đó là những cái lòng đó là nó buồn là đang sao người ta tháo được, hoặc là ruột nó đã hoại tử, nó đã đi, nó hoại tử hết, thậm chí là phải cắt luôn nguyên lòng ruột đã lòng đó. Rồi đây là những cái hình ảnh, ví dụ như thành lòng ruột này, đầu cái lòng nó dịch ha, những cái thành được chảy giảm thiếu máu vân, thì đó là những cái điều các bạn cần lưu ý khi mà làm siêu âm đánh giá một cái khối lòng. À, một cái nữa mình nhắc đó là kích thước của khối lòng to bao nhiêu, các bạn nói là lòng ruột to từ trên khối lòng khoảng trên 25 ha, 25mm thì có những cái lòng ruột. Có những cái trường hợp là sẽ thấy lòng ruột non thoáng qua cho 20 lòng ruột, rồi kích thước của lòng nhỏ thường thì cái đó sẽ tự sáo. Nhưng mà để làm sao để mình quyết định để mình theo dõi ở dưới lòng gặp rất là nhiều, khi mà em bé ở ngoài cũng như là nó đau bụng, thường người ta đâu có đưa qua bệnh viện khác, thì bệnh viện lúc nào cũng đông, đi phòng khám gần nhà siêu âm cái mấy bạn siêu âm cho là có lòng ruột, thế là chạy vô gặp cấp cứu khám, bác sĩ khác không có ra khối lòng thì ra siêu âm nằm đi, ví dụ vậy. Hoặc người ta không có nghi ngờ trong lại kiểm tra thì họ thấy hình ảnh khối lòng gì hết, cái giờ mình hỏi cho một cái hình mà lúc mà làm siêu âm ở ngoài á thì rõ ràng thì vô có hình ảnh lòng ruột thì, nhưng mà người ta đo thì khi có 15-16 cm, đó là những cái lòng ruột thoáng qua, lòng ruột non hay do tăng cái lưu lòng ruột. Thì nên khi mà nhìn thấy khối lòng, nếu bạn nghi ngờ chưa đủ tiêu chuẩn chẩn đoán mà bạn vẫn nghĩ lòng ruột thì bạn hãy cho đi chơi cỡ phía sau làm lại. Lòng ruột đâu có gấp đúng không, đâu có gấp gì để mà mình chẩn đoán gì, thì bạn cứ cho đi đâu đó cỡ phía sau đi chơi làm lại ha, để mình theo dõi. Nên nhớ khi mà đo khối lòng, nhất là hình ảnh của lòng ruột non là cái hình ảnh rất là thường gặp, nhưng mà nó sẽ là lòng thoáng qua. Rồi một hình ảnh thứ hai lưu ý sau khi tháo lòng thì sẽ thấy cái thành ruột ngay chỗ vị trí lòng ruột nó dày lên, đó là hình ảnh bình thường. Bạn có tưởng tượng một cái lòng ruột để vui lòng ruột kia khi nhào tới nhào luôn như vậy thì sao, nó sẽ đi phù nề đúng không, nó thiếu máu sẽ sinh cái gàng mạch, đó là viêm gàng mạch phù nề. Một cái hình ảnh bình thường sau tháo lòng mà mình thường thấy, chứ lúc đó đừng xuống tập nó là viêm ruột ha, dày thành đó là dày thành sau tháo lòng. Rồi có những trường hợp tháo lòng bằng hơi thì sẽ dễ tái phát, rất là dễ tái phát. Tôi đã nói là vô căn nên nó định nhiều khi á người nhà tới mình nó mới tháo lòng xong số siêu âm hết rồi ẩm đi lên 2 tiếng hồi sau cái đau bụng nó lại bốc hết nữa, bác sĩ đem số siêu âm tháo lòng ngược lại. Thế là nhiều khi ở trong nhà gia đình nó cứ cãi nhau, ông bà cha mẹ cãi nhau là do hai cái này kia là bị lòng ruột. Thì ví dụ vậy thì mình phải giải thích với người ta, thậm chí chị là từng thấy có đứa là lòng ruột 7 lần hết á, có đứa từng thấy tuần lần, nhiều khi á lòng ruột xong theo dõi một ngày về qua ngày sau bù lại lòng ruột lại không nguyên nhân gì cả ha. Thì vì cái cơ địa nên lòng ruột rất là dễ tái phát, khi mình làm sẽ tư vấn cho nó rất nhẹ, nói là có khả năng là sẽ tái phát, có đứa thì bị, có đứa không bị, đi có đứa thì cái tuần lần. Nếu mà lòng ruột nó không ra thì chắc chắn là phải mổ. Mổ thì nó lòng bàn tay, nếu mà lòng ruột tốt thì giữ lại, lòng tốt thì phải cắt bỏ ha, và không nói. Rồi một cái nhóm nữa, ruột xoay bất toàn. Ruột xoay bất toàn, khi nhắc đến ruột xoay bất toàn thì sẽ dẫn đến biến chứng thường gặp đó là sóng ruột. Thì mình nhắc sơ lại về cái ruột xoay bất toàn như thế nào. Ở cái giai đoạn bào thai á, nó tiêu hóa nằm ngoài ở bụng, bắt đầu từ thứ 10 đến thứ 15, rồi nếu nó không có chui vô trong bụng á thì mình sẽ thấy là khó chịu rốn, cái
thì bé sinh ra một cái gì hết ruột thì cái đường nó nằm ở ngoài thành bụng nha, đó là giống không xoay vô. Rồi ở tuần thứ 10 thì ống tiêu hóa nó phải xoay, nó xoay đủ được nhiều viên hồ. Rồi tại sao cho cái gốc rễ thì nó nằm ở bên trái cuộc sống và mang tàn nằm ở vùng hỗn độn bên phải, thì lúc đó mới là đúng. Vì lý do mà đó trong quá trình xoay xoay không đủ, không xoay thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện là cái gốc rễ với lại mang tàn nó nằm gần nhau, nên cái gốc mạch keo nó sẽ ngắn và nó sẽ dễ gây ra xoắn ruột ha. Thì đa số những cái ruột xoay gốc vàng mình phát hiện được ở cái giai đoạn sơ sinh rất là nhiều, với cái triệu chứng đó là tắc ruột do xoắn ruột, nó là hẹp ruột. Âm sàng thì có những cái cấp, ví dụ như đau bụng cấp, nôn ói, thậm chí vô như hút mạc, sốc truyền mạch, chứng bụng, phản ứng hút mạc. Còn có những kẻ mà xoắn ruột hút mạc thì nó sẽ là nghĩa là cái mức độ xoắn của nó không có đủ để gây ra những cấp, sẽ có từng đợt. Thì lúc đó trẻ đau bụng cơn, dinh dưỡng thì nó thua kém và nó sẽ có chuyện ói tiêu chảy ha. Cái đó là gây ra xoắn ruột mạc. Bình thường á mình sẽ siêu âm, mình sẽ tìm cái gì, mình sẽ coi vị trí mạch máu mạc keo nằm có đúng hay là không. Thì bình thường cái động mạch, cái tĩnh mạch mạc keo càng trên á, nó sẽ nằm ở bên phải của cái động mạch mạc keo càng trên. Trong trường hợp bụng xoay gốc vàng thì cái tĩnh mạch nó không có nằm bên phải mà nó sẽ nằm ra phía trước hoặc nằm sang bên trái so với cái động mạch keo càng trên. Nhìn cái hình này để mình nhớ. Các lại ha, bình thường cái tĩnh mạch thì nó phải nằm ở bên phải, vì lý do gì đó bụng xoay gốc vàng nằm phía trước hoặc sang trái, là mình phải nghĩ tới cái bụng xoay gốc vàng. Đây tĩnh mạch ha, động mạch. Các bạn thấy đối với người lớn chắc cái thấy tự dễ không? Khó đúng không? Nhưng mà ngược lại ở con nít sẽ sơ sinh cắt rất là dễ, sao bụng nó mỏng. Tuy nhiên thật sự đối với những đứa mà bắt đầu nó xoắn ruột thì cái bụng nó sẽ bị gì? Bị trướng hơi ha. Nên đôi khi không có tìm được cắt được tới cái này nếu mà mình không có skill, nhưng mà mình vẫn đánh giá được là ruột và có xoắn ruột, chúng ta có dấu gợi ý. Thì đối với những cái trường hợp mà xoắn ruột như thế này, đối với con nít nói chung khi làm siêu âm nhi, các bạn sẽ thấy kết quả nhi có một câu vị trí mạch máu mạc treo bình thường, nghĩa là khi làm trẻ sơ sinh lúc nào phải đánh giá hai cái này. Nếu không đánh giá được thì ghi là đang chúng hơi hay cái gì đó, mình chưa khảo sát được vị trí mạch máu mạc treo ruột ha. Ở người lớn thì cái này quan trọng, tại vì đi qua giai đoạn mắt rồi, nếu mà có là được phát hiện từ rất là sớm. Ở giai đoạn sơ sinh hoặc lớn thì ngoài tủ đã bắt đầu là phát hiện ra cái chuyện có ruột xoay gốc vàng hay không. Ở người lớn thì gần như là không có, nên các bạn thấy là cho cái con có, mà đối với khi các bạn này các bạn phải lưu ý chuyện này. Nếu mà ruột xoay gốc vàng không có biến chứng xoắn ruột thì bạn siêu âm bạn chỉ thấy đơn thuần đó là cái tĩnh mạch á. Cái này là nở bình thường, làm sao phân biệt tĩnh mạch với động mạch? Làm sự âm biết rồi đúng không? Cái nào đập, cái nào không đập, cái nào thành dày, cái nào thành mỏng hơn ha. Rồi lý quá một hàm vô, hoặc là cắt dài dài ra để có cái nào là động mạch, cái nào là tĩnh mạch, thì mình thấy nếu như mà nó có thể nằm ở vị trí bất thường nhưng mà nó chưa có biến chứng, mình cũng phải nhận diện ra được hình ảnh này bất thường. Mình thấy nó tĩnh mạch nằm sang bên trái. Còn nếu có biến chứng sẽ là xoắn ruột. Xoắn ruột thì giác quan có thể thấy tắc ruột cao, rồi còn cảm quan thì sẽ thấy tắc nghẹn. Siêu âm thấy cái gì? Thấy dạng từ cho mắt đổ lên, ở dưới thì sẽ sang qua đường sẹt, rồi đánh giá vị trí mạch máu ha. Trong những trường hợp mà mạng có nghĩa là rồi xoay nó tự tháo thì làm vài lần những cái mạch máu xung quanh nó sẽ giãn rất là nhiều. Các bạn đặt cầu dò lên các bạn thấy những cái ốc mạch máu nó giãn rất là nhiều, các bạn phải nghi ngờ rồi, 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 các bạn phải nghi ngờ rồ
rồi mình sẽ tìm cái giai đoạn thấp, mình sẽ thấy được cái mùi tôm trong cái sóng ruột. Cái hình ảnh của cái mặt não, cái tĩnh mạch á, nó cuộn xung quanh cái động mạch. Rồi ví dụ ở đây cái hình x quang, hình x quang thấy gì? Thấy hai cái hơi đúng không? Hơi của ai, hơi của gì? Thầy do lớp tuần hai họ học x quang tử vi sẽ được học thấy gì, hai cái bóng hơi màu xanh xanh lá cây của gì, dạ dày ha, còn khúc dưới nó thành một lá đèn, thì thấy hai bóng hơi ở cái dưới còn hơi không, không thấy hơi đâu hết, hình ảnh gọi là dấu hiệu gì, bóng đôi ha, hai bóng đôi qua cái dạ dày nhãn quan thấy gì, thấy cái dạ dày nhẹ, đoạn đầu tới dạ cũng nhẹ, còn đoạn dưới thì sao, đoạn dưới nhẹ đúng không, xuống rất là nhỏ giọt, nghĩa là tắt cái đèn một cách chưa hoàn toàn, nhưng mà sẽ có cái hình ảnh là cái con kế nó nằm bất thường ha, nó nằm phía trước cùng trong tờ có hình ảnh xong có của con ruột nè ha. Rồi siêu âm cũng thấy gì, hình ảnh cháu của vui xong ha, hình ảnh này xong, nghĩa là thấy cái tĩnh mạch nó phủ quanh cái động mạch ha, hình ảnh dấu một vân, ở đây hình ảnh dấu một vân, cái này là dễ tưởng tượng hơn, như đây phủ gì đó cái xong, còn đây là cái hình có cảnh quan để thấy cái mặt áo phủ ha, còn cái đó là hình ảnh sóng ruột, một cái bệnh nữa là hẹn thì đại cho đơn vị. Đó học ngoại viên mình cũng đã có kiến thức rồi, bệnh này gặp cái triệu chứng gì, ói gọt sụt cân, trẻ nó bú đúng không, tại sao bú xong đầy bụng ói ra hết rồi nó xuống từ đâu, lúc nào cũng có ha, thì gặp ở lứa tuổi nào, bây giờ các bạn sẽ ý bạn thấy á, những cái bệnh ở những cái lứa tuổi khác nhau mình phải lưu ý, mình lưu ý cái tiền sử bệnh gì. Đối với hẹn thì lại cho đơn vị, một trẻ mới sinh ra không thể nào có bệnh hẹn thì lại cho đơn vị, thường cũng bắt đầu lúc ba tuổi tuổi một tháng tuổi thì bắt đầu có bệnh này ha, ói gọt sụt cân khá du động thì nó tăng du động do nó cố gắng nó co bớt để qua cái chỗ hẹp thì mình sẽ chờ nó sống du động. Một điều mình phải lưu ý đó là nếu mà nó đã hẹp sự bị đại cái điều bị rồi, một tháng sau quay lại siêu âm mình vẫn còn thấy hình ảnh hẹp bị đại trong bụng siêu âm, chứ không phải là hết hẹp, phải có thời gian mới hết nha, nên lúc đó mình chỉ ghi nhận phần đo, mình ghi nhận cái định mức độ hẹn của người đi lại nữa, từ trước sẽ mổ. Tìm cái gì cho siêu âm, thứ nhất là phải lưu ý về cái tư thế để mà tìm khám hẹn đã đơn vị, thì mình sẽ cho em bé nó nằm sao, nằm ngửa và nằm nghiêng sang bên phải. Tại sao phải nằm nghiêng sang bên phải? Mình làm nghiêng sang bên phải để dịch trong dạ dày nó sao, nó theo động lực nó đổ qua bên phải đúng không, nó trên cao nó sẽ đổ xuống, thì lúc đó bạn sẽ rất là dễ thấy cái mô vị, hình ảnh cái mô vị ở trên là dịch, rồi mình sẽ thấy mô vị nó đi qua cái đường nhẹ như thế nào ha. Bình thường á thì cái ống mô vị của mình nó dài khoảng 10, thì dày là khoảng 2 ly, khi nào bất luận nghi ngờ hẹp lại mô vị thì mình sẽ thấy là dạ dày nhẹ chứ điều dịch bề dày là trên 3 ly và chiều dài là trên 15 ly. Ha, đây là cái tiêu chuẩn khi chẩn đoán. Mình sẽ thấy được cái hình ảnh trên các dọc và các ngang, đó là hình viên cổ tử cung sẽ biết sai. Ha, mình khảo sát động, ví dụ như cha bé bú bắt đầu làm nghi quan thì mình thấy đó, dịch dạ dày trong tay luôn, nhưng mà cái ống cung vị nó không mở, dịch nó không có chảy qua được. Nó lỡ mình khảo sát động, mình cho nó nằm tư thế lên nghiêng phải thì mình sẽ thấy cái này rất là rõ. Rồi, về nhìn, đây là cái dạ dày ha, mình cắt, hình này là cắt gì? Cắt chồng, đúng không? Cắt chồng, thấy gì? Ở đây là cái dạ dày nè, hình ảnh này giống gì? Giống cổ tử cung ha, hình ảnh của cổ tử cung, thấy nhìn ở đây như thế này, mà nó cũng cái lòng như thế này rất là hẹp, cái bề dày cũng lên rất là dày. Đây là hình ảnh của hẹp đại trung vị trên mặt cắt chồng.
thì mình sẽ thấy hình ảnh cổ tử cung. Thì các gan cái nào cứ thành dày là cứ có hình viên thôi, đúng không? Thì mình sẽ thấy mình sẽ đau được cái bề dày. Bia bánh bia bánh bia mình cũng chơi nhiều lắm. Giống của tỏi. Cái này là bé uống sữa nha, nên thấy nó đợn đợn hơn cái kia là bị phi. Nó không uống được thì nếu mà khó cặn khó khăn thì mình có thể làm để cho dễ dàng hơn, cũng hành trong nước để mà mình siêu âm. Và thế đây cũng là cái hình ảnh cổ tử cung ha, mình có thể đo được bề dày và chiều dài của khung vị. Rồi một cái nhóm nữa, viêm mạc màng đeo ruột, một cái là phù nề, một cái là miền lớn không biết các bạn làm thường các bạn chúng ta phòng khám các bạn sẽ siêu âm từ bé tới lớn đúng không? Để giờ em bé nhỏ vô đây cũng các bạn chó các bạn làm thì lớn không thích các bạn lưu ý một điều, nó rất là nhiều mặt ở trong bụng, tại vì nó thường có những cái bệnh về tiêu hóa, hạt của nó thì là những cái hạt phản ứng. Các bạn sẽ thấy rất là nhiều mặt mà bây giờ má siêu âm sẽ để lên cái hạt một xíu cũng thấy đúng không, các bạn có thấy không? Nhưng mà khi nào thì mấy bạn thích được, khi nào thì mấy bạn không thích được, tại vì các bạn nghe mà bây giờ chơi siêu âm trả lời là có hạt trong ổ bụng, cái này có sợ không? Sợ đúng không? Gặp rất là nhiều khi là ở người ta đi siêu âm ở ngoài xong cái hồi vô đi đồng mình trả một kết quả là siêu âm bụng bình thường, nhà bảo là sao siêu âm ở ngoài nó là nhiều cái cục mạch tròn trên 10 và trẻ phải có đau bụng, phải có lâm sàng đi kèm là có đau bụng nhưng không có những nguyên nhân khác thì lúc đó mình mới theo dõi là viêm mạch màng đeo của ruột. Nghĩa là loại trừ những nguyên nhân khác là viêm ruột hay là cái gì đó thì mình có thể thấy nguyên cái cục mạch dài như thế này. Nghĩa là sau khi loại trừ những nguyên nhân khác và kích thước thành và lấy trên 10 thì mình mới xác mình đến theo dõi bệnh viêm mạch ruột ha, siêu âm trên năm mặt kết chùm kết thúc trên người tăng túi máu và đa khi là mạch lớn cầu dọc. Đây là hình ảnh viêm mạch tăng túi máu và thấy rõ cái kích thước ha. Các bạn siêu âm ở chỗ nào thấy nặng dễ nhất ở bụng thường gặp nhất bụng vị trí nào? Ở đâu thế nhỉ? Có phần anh đề nó có gì đó cái da ăn là cái vị trí mà dễ thấy nặng nhất mà nó sẽ là to nhất trong những chỗ khác. Rồi cái nữa cái bạn làm đi thực hành các anh chị cũng đã dạy rồi là quét chọn cái mạch của bụng để tìm hành, thế đó là đi theo cái mạch theo ruột thôi nha, thì hành nó sẽ nằm dài dài ở đó. Nhưng mà ở phân tích các bạn thường thấy nhất đó là vị trí đó phần anh đề. Các bạn sẽ thấy cái đứa lọc ruột đó vô là thấy nặng nhất hết trơn ha, thấy ba cái cục luôn, nhiều khi mình đo được tầm 2 cm cũng có, nhưng mà đó là những cái hạt viên thôi. Thứ lượng cái gen thì thứ lượng cái gen là gì? Nó là di tích phôi thai của cái ống rốn ruột. Cái ống rốn ruột là cái mà nối giữa cái đường nhữ với cả cái dây sắt. Thì tới khoảng cái tuần thứ 6-10 đó bắt đầu nó sẽ cái đường nhữ nó bắt đầu quay vô ổ bụng để mà nó xoay một chiều đồng hồ. Thì khi trong cái quá trình xoay thì cái đường nhữ nó tạo ra tá tràng nè, rồi tạo ra hồi tràng, rồi băng tràng vân vân. Thì lúc đó cái ống rốn ruột này nó bắt buộc là nó phải tiêu đi, nó thành cái dải xơ mà nó teo bứt đi, nó mất luôn vì cái lý do nào đó nó không teo không bứt thì nó sẽ dẫn đến hàng loạt chuyện men bị rốn, xoay bị rốn hoặc là túi thừa bên gan. Thì túi thừa bên gan là do cái phần rốn mà nó nối với phần tràng, nó không bứt lại, nó tạo cái túi nhỏ thì lúc đó nó sẽ tạo ra túi thừa bên gan. Thì nó đây là cái di tích của cái ống rốn ruột. Thì túi thừa bên gan thường nằm ở đâu? Nó sẽ nằm ở cái bờ tự do của cái hồ tràng, nó cách cái vị trí gốc phần anh tràng tầm khoảng là từ 50 giờ dễ nhớ đi, từ 50 tới 100
cm. Ha. Khác với lại cái nang mà theo được á thì nó sẽ nằm ở phía của cái nang của tôi á thì nó sẽ nằm ở phía bờ mặt kem của ruột. Còn đối với cái túi ruột bánh kem thì nó sẽ nằm ở bờ tự do của ruột. Ha. Túi ruột bánh kem thứ gì thì ở bộ bệnh nó có thể có là cái niêm mạc vô là chỗ có thể niêm mạc dạ dày, niêm mạc tụy gì đó. Triệu chứng các em thường không có triệu chứng tới một ngày một giờ nó nói viêm lâm sàng nó là cái gì bình thường là gì á đau bụng đi cầu lao là cái thường gặp nhất nên bạn sẽ thấy có liền nước đi vô để nó đưa vô can của tiền nó đi cầu ra máu, đi cầu ra máu thì có thể là đi ruột đi cầu ra máu đúng không? Thế là mình thấy cái đó rất là nhiều. Tuy nhiên nếu nó cứ đau bụng mà tới đi đến đại đi cầu ra máu thì lâm sàng ương và hỏi siêu âm tiêu máu thì cũng được bên em ha, thì đó cần phải chú tâm mình đi tìm. Nên mình cần phải biết túi thừa bé kem nằm ở đâu thì mình mới tìm được, đúng không? Nghĩa là mình tìm ở vị trí nào chứ không phải là mình quét hết cái bụng để đi kiếm túi thừa bé kem ha. Thì nhắc lại là nó cách vị trí mà mình kẹt khoảng 50-100 cm và vị trí thường gặp nhất dễ nhớ nhất đó là bên rốn. Các bạn sẽ tìm vị trí ở bên rốn. Thì hình ảnh siêu âm của viêm túi thừa bé kem là gì? Nó giống như ruột mà nên bạn sẽ thấy là một hút rút ống tiêu hóa ở vùng quanh rốn, nhiều khi nó có thể là dạng nang dịch, nó chứa dịch ở trong đó, nó gần với động mạch của hồi càng và nó không có thu động, hàm dày không đều do viêm ha, cái lớp viêm mạc thường nó sẽ hồi âm dày hơn so với những cái nơi được quan trọng. Thì những một trong những cái chẩn đoán phân biệt của túi thừa bé kem thì nhắc lại là cái nang dịch đôi, hai cái khác nhau gì? Một cái nằm ở bờ tự do, một cái nằm ở bờ này của ruột, hai cái khác nhau từ đó đôi khi mình có thể chẩn đoán nhầm trên siêu âm. Khi túi thừa bé kem nếu mà mở có thể gây viêm phúc mạc khu trú vân vân cũng giống như một cái viêm ruột thừa đó, mình sẽ thấy là có mạc nối bao xung quanh. Nên túi thừa bé kem khi mà viêm mình sẽ siêu âm đặt đầu dò đi luôn, cái đầu mắt mình đầu tiên sẽ có phản ứng viêm dày mạc nối ở ngay vị trí đó để mà chỉ điểm. Rồi nếu có chỉ điểm đó thì mình sẽ dễ dàng hơn trong cái việc mà tìm cái túi thừa bé kem ha. Còn nếu mà chưa có dày mạc nối thực sự mà tìm túi thừa bé kem vẫn tìm được nhưng mà làm cái bạn phải có kinh nghiệm ha, phải đau khổ một xíu. Tại vì đôi khi mình quét nước qua mình cứ nghĩ nó là một bình thường. Bố hơi nhàn ha, làm một cái túi thừa bé kem cái mạc nối xung quanh nó hơi dày và cái lớp niêm mạc nó dày hơn bất thường, dày hơn trong cái xung quanh và thành nó bị dày không có đều. Ở đây là một cái viêm phúc mạc của viêm túi thừa bé kem ha, đây túi thừa bé kem nó cái thành rất là dày, dày không có đều xung quanh nó thành cái mạc nối ha. Đôi khi thì nó là gì với việc là cái nang như thế nào thì đối với một cái nang có tiêu hóa mình nhìn vô vậy mình phải nghĩ tới cái chỗ đó phân biệt là cái nang ruột đôi. Còn mình đi qua một cái nhóm khác nữa đó là bệnh Hennox-Coli. Ở đây là một cái bệnh về niêm mạc hệ thống mà nó có thể ảnh hưởng tới ống tiêu hóa. Đây là gì, biểu hiện là gì? Những cái nang xuất huyết dưới da, những cái lớp chấm chấm nhỏ nhỏ ha. Thì nó gây xuất huyết ở dưới da này, rồi có lên có thể là xuất huyết ở trong ống tiêu hóa, dễ sẽ đau bụng, ruột viêm lên thành dày rất là nhiều. Rồi chính vì vậy có thể là lòng ruột trong Hennox-Coli cũng rất là thường gặp, tại vì nó sẽ bất thường là lưu động nên sẽ dễ dẫn đến lòng ruột. Siêu âm thấy gì dày thành ruột lan tỏa nhưng mà dày đầu tâm rất là nhiều các quay ruột và điểm đặc biệt là tăng thứ máu ha. Giữa bạn siêu âm giữa bạn một đứa vô nó đau bụng có thể lúc đó ban xuất huyết dưới da nó ẩn đâu đó hoặc là nó chỉ có một ít các bạn không thấy, nhưng khi các bạn siêu âm các bạn thấy cái hình ảnh dày thành ruột đồng tâm lan tỏa cái gì thành ruột các bạn phải gợi ý ngược lại cho lâm sàng có hay nó coli hay là không ha. Giống như các bạn về sốt xuất huyết các bạn có thấy được đó xuất huyết bằng siêu âm chưa? Mình là nhiều khi mình chỉ điểm ruột lại cho lâm sàng những chỗ đó nhưng không để ý. Thì bây giờ cái này nó mình giống vậy, ví dụ bạn trẻ đau bụng
thành ruột chạy đang có trọng tâm quay được tại điểm có thể hay không ha. Đây chạy rất là nhiều và quyết định với xung quanh. Nhồi máu hạch hối thì ở con mức kiếm gặp, nhưng mà bây giờ gặp thấy gặp cũng hơi nhiều rồi. Béo phì là một cái yếu tố nguy cơ của nhồi máu hạch hối. Thấy nhồi máu hạch hối vô tại là những em bầm mặt không ạ? Đau bụng. Mình siêu âm mình thấy cái gì? Cho mình thấy nguyên một cái mảng cây cô dày á, thường là nó nằm ở đường dưới gan á. Cây cô dày như vậy mạch nối của trong cái nguyên phúc mạc bụng thừa vậy đó, các bạn sẽ thấy cái mảng cây cô dày của mạch nối nó nằm ở ngay cái vùng tiếng gan của hai thứ máu. Đôi khi nếu mà bạn có thể thấy được cái xoắn, các bạn sẽ thấy cái cuộn tròn hoặc hai vòng đó của cái mạch nối vị trí đó. Thì lâm sàng của đứa này có biểu hiện gì? Mơ hồ lắm, đau bụng, kêu đau bụng mơ hồ, chán ăn buồn nôn, nói chung là những cái gì con nít không có cái gì đó rõ ràng. Nên siêu âm gần như bạn đóng vai trò khá là chủ lực trong trả lời những cái bệnh có cấp cứu hay là không cho người ta ha, để loại trừ những cái vấn đề cấp cứu. Thì khi mà thấy hình ảnh dày mạc nối rất là dễ nhầm lẫn với lệnh bình thường. Siêu âm nếu nghi ngờ thì người ta có thể chụp thêm CT để mà tiếp tục chẩn đoán, để tránh được phẫu thuật, bởi vì nếu mà người có mạc nối không có làm gì hết, theo dõi giảm đau mà đi. Đây là ảnh của nhồi máu mạch nối, để thấy đây là gì gan ha. Nhìn thấy nguyên mảng cây cô dày nằm sát cái hình chữ gan bên phải gì đó. Đây là cái hình CT của cái mạch nối, cái nhồi máu. Mình sẽ thấy cái mảng cây cô dày này sau này mình làm khoảng một năm gần đây thì nên là những cái này cũng khá nhiều, cũng dễ gặp và đúng là ở giải quyết phì gặp rất là nhiều. Hình ảnh này nó tồn tại nhiều khi nửa tháng, một tháng nó sẽ bớt từ từ và lâm sàng trẻ sẽ giảm, thực ra chỉ là giảm đau nên người ta sẽ không có mổ gì hết. Nên đôi khi mình cũng nhìn hình ảnh dày mạc nối, mình cứ sợ là một cái viêm phúc mạc gì đó ha, thì sẽ dễ bị hiểu lầm để mà dẫn đến tránh một cái trường phẫu thuật mà không đáng có. Rồi thì đó là những cái bệnh mà siêu âm mạch cuốn chi mà mình thường gặp. Còn hai cái nhóm nữa đó là về vùng trứng với là thân mạng. Thì xoắn vùng trứng cũng là một cấp cứu ngoại khoa đúng không? Học trò bác sĩ Hải dạy rồi đúng không? Đó chứ hồi chưa trước khi đi dạy học thì Hải còn hỏi Hải dạy có vùng trứng cho siêu âm chưa, Hải trả lời là rồi. Ừ, thì mình khỏi nói. Học chưa? Học rồi. Lại chưa thuộc thôi đúng không? Chứ không phải là chưa học. Nhắc lại nhớ. Thì nói về đen đường trứng ở con nít thì cũng là một cái bài khá là dài. Nên ở đây mình đang nói về cấp cứu thì mình lưu ý là xoắn vùng trứng. Xoắn vùng trứng thì con nít cũng như người lớn có thể giống nhau thôi. Sẽ thấy cái gì? Cái vùng trứng không xoắn sẽ to lên, do gì xung huyết của phù nề nên kích thước nó sẽ bự hơn so với cái bên không xoắn. Rồi những cái đen thì trứng xoắn mà sẽ lần lượt nó nằm ra ngoài viên hết. Rồi mình sẽ thấy dấu vùng vun do nó xoắn. Cái gì mà cứ xoắn thì mình cứ đi tìm dấu vùng vun, mà thực sự mà nó để tìm dấu vùng vun không dễ làm hết đúng không? Này phải làm không, chỉ vì quét qua rồi không thể tìm thấy là vùng vun hay là không nữa ha. Thì mình sẽ tìm bằng những dấu hiệu đáng tiếc. Ví dụ bạn không tìm được vùng vun, mà bạn thấy được cái vùng trứng nó to hơn, tự nhiên ở viền ngoài thì thấy những cái đen nhỏ nhỏ ở ngoài ha, thì là cái dấu hiệu đáng tiếc của xoắn vùng trứng. Thì cái giai đoạn sớm thì nó có thể là nó chưa có, nó vẫn còn cứu máu được. Giai đoạn muộn thì nó mất cứu máu ha. Đôi khi có những cái xoắn vùng trứng không có triệu chứng thì ngày định thời nào đó đi siêu âm chỉ thấy được cái khối ngô bên vùng chậu hơn, vùng trứng thì tìm có thấy nó sẽ hoại tử, nó tự âm thầm tự hoại tử luôn trong đó, không chỉ hiện triệu chứng gì cả. Rồi trên cái hình này để học bài rồi nhớ cái gì trứng to không đang là nhỏ nằm ở ngoài ngoài đi ha. Nên là còn dành cái hình nhớ vậy. Còn cái vùng quân thì giống cái sóng ruột vậy đó, nhưng mà mình sẽ thấy những cái hai vòi nó
sẽ xong để biến một bộ lần phải lần cận một cái khối này. Mình có học bài sơ biểu không? Có học không? Mình thấy cái sự đặc biệt của người lớn hơn cái lại tích đàn hơn nó là so với con nít. Con nít sự đặc biệt rất là nhiều. Tại vì cứ chỉ vô cái đau là sẽ cho đi xong. Đúng không? Cái kêu đau là đi xong cho nó. Thì so bằng cách thì gặp cũng khá là nhiều. Thì người ta chia hay nhớ. Một cái nhóm tổn thương nằm trong tinh mạng và cái tổn thương nằm ngoài tinh mạng. Ngoài tinh mạng có gì? Thì có phù nề da liều, có bị bẹt. Không? Hoặc là những cái tinh mạng, hoặc những hai bên tâm sẽ vết thương và tổn thương nằm trong tinh mạng có gì? Viêm tinh mạng, viêm cầu tinh, xong xong tinh mạng, xong khối phụ, hoặc là những cái vết thương, cái khối u trong tinh mạng. Thì phù nhiều vô căn. Có khi thấy bé vô tuổi thường gặp của phù nhiều vô căn là khoảng 5 đến 11 tuổi. Đều sưng to lên, nó đỏ và nó đau nhẹ. Thì cái này nó tự khỏi. Siêu âm để làm gì? Siêu âm để loại trừ những tổn thương trong tinh hoàng. Nó chỉ là mình siêu âm mình đặt lên, mình thấy tinh hoàng bình thường, không có dịch, không có u, không có xoắn gì hết. Chỉ là dày cái da bìu ha. Thì để mình loại trừ những nguyên nhân tổn thương ở bên trong. Thì cứ máu của tinh hoàng kia nó vô lại bên trong thì bình thường chỉ có da đều phù nề và ăn thứ máu chỉ là đi bên ngoài thôi, trong trong những cái phù điều vô căn. Còn phù điều trong bệnh hay lắc scoli hay lắc nó sẽ gây rất là nhiều triệu chứng ngoài ống tiêu hóa thì nó có thể ảnh hưởng tới bìu, thấy cái gì sẽ thấy da bìu dày lên. Tuy nhiên trong những hay lắc scoli thì tinh hoàng dưới màu tinh nó sẽ nước nó hơi to, nó có thể có dịch và nó ăn thứ máu nhẹ nha, cái kiểu hơi nghiêng. Trong cái hay lắc scoli nó sẽ có biểu hiện như vậy. Mình thấy đây là một cái bước phù biệt trong hay lắc scoli đó. Thì mình thấy tinh hoàng với màu tinh nó hơi to nhẹ mà nó ăn thứ máu, nó phù nề ra điều này, nó có thể tất cả những tinh mạng vân vân à, trong cái biểu hiện hay lắc. Mất vị, mất vị bẹt dễ làm không? Có bị bẹt dễ thì khó. Có bị bẹt thì con nít rất là dễ. Dễ là tại sao? Tại vì người nhà cũng không thể đoán được nữa. Ta kêu các bạn nó sinh lên bột trong qua hôm sau á, bắt đầu dậy đưa nó chơi nó nhảy nhảy nó lại mọc lên bột rồi nó lại biến mất, làm như lớp tủ như có lăn sàn. Tuy nhiên cái mình lưu ý với các bạn làm siêu âm là cái gì? Tới lúc mà người nhà nó dẫn tới mình không có cục nào siêu âm hết trơn. Tại cái giai đoạn đó nó không có vị, mình không có thấy được trên lâm sàng, trên cái hình ảnh siêu âm của mình ngay thời điểm đó. Thì mình sẽ hỗ trợ bé được có bị bẹn ha. Lúc đó làm gì? Kêu cho mình nhảy. Nhảy một hơi, nó học lên được mặt rồi rồi đưa siêu âm. Và nó dễ nhất. Cái đó thì nó dễ, mình sẽ làm như vậy. Hoặc là đứa nào lớn mình kêu nó làm. Ha, nó hợp tác làm thì mình sẽ thấy siêu âm nó chán cái gì? Thứ nhất, xác định lại là có mất vị hay là không. Thứ hai, nếu có mất vị thì mất vị đó nó chứa cái gì trong đó? Hạt nối, ruột hay là đối với con gái thì nói cái gì nữa? Ta gọi là mất vị ống nút ở con gái, tử cung hay buồng trứng. Hai đối với nữ thì có tử cung buồng trứng thì ta gọi tên đó là mất vị ống nút. Thì mình xác định tốt lắm mất vị là gì và cái tiếp theo mất vị đó có bị hẹn hay là không. Hẹn có nghĩa là gì? Không lên được hoặc nó gây tắc ruột thì mình phải đánh giá. Nếu mà mình đặt đồ dồi vô, mình đã thấy nguyên một cái đống ruột nằm trong đó rồi mà mấy quai ruột này nó giãn nữa mà nó không có lưu động gì hết thì coi chừng có thoát vị không, nó hẹn có biến chứng tắc ruột luôn rồi ha. Thì nên mình phải trả lời câu hỏi có thoát vị hay không, có thuốc thoát vị là gì và có hẹn hay là không ha. Ví dụ đây này nói thẳng qua thì một cái hình của mình thấy cái gì thầy tinh hoàng ha, thầy cái gì giờ tinh mạng đúng không? Thì mình thấy sát ở phía trên thì đây là vị trí của ống bẹn, thấy cái gì, thấy những cái quai ruột xẹt đúng không, có hơi hoặc là mỡ
có mạng thối, hoặc là mạng thối thì cũng thể lâu dày. Cái này là khi có hơi thì có thể là có ruột trong đó, mà nó xẹp dày thì nó nói là nó tắt không, chắc chắn là nó không tắt rồi, đúng không? À, đây là cái cấu trúc mạng thối và ruột gì đó nằm ở khu vực còn di động hay không còn di động, ha. Để nói là nó không có tắc nghẽn. Rồi ở dưới này, ví dụ này, hay là gì? Chỉ có mạng thối thôi. Đúng không? Nguyên cái mạng này là mạng nối, không có ruột gì cả. Mạng nối là cái dễ thấy nó có gì nhất. Rồi, cái hình này cũng vậy. Ha. Mạng nối, quay nguyên cái mạng nối luôn nè. Mình chỉ thấy một cái mạng này vô dày như thế này. Thì đương nhiên, nó có thể có dịch đi kèm ở trong cái vùng ốc đèn hấp vị. Ha. Con này thì dễ quá. Đại dư âm hoàn toàn theo xin đèn lịch âm nhạc nha. Tắc tinh hoàn thì trẻ sẽ đau đều đột ngột và sưng, và thường sắm sẽ chỉ là xảy ra ở một bên. Da đều có thể thay đổi hoặc không thay đổi, đúng không? Sắm ở trong mà. Rồi tuy nhiên cái khác bất khả có biết gì một cách phản xạ để điều mình không làm, ha. Mình sẽ lấy cái bút gì đó mình quẹt ngay cái vùng bảng tự thân có co rút của mình hay không, nó sẽ giúp cho mình góp phần là chẩn đoán xác định được là có sống hay là không sống. Thì có những cái loại sống khác nhau ha, nhớ mình như là bài này sẽ được giải giai đoạn cấp là dưới 6 giờ, bán cấp 1 ngày đến 10 ngày, nặng là trên 10 ngày. Nếu mà ở giai đoạn cấp phát hiện sớm thì sẽ can thiệp được tốt hơn. Tinh hoàn lúc đó xong thì nó sẽ phù nề, nên sẽ to. Echo kém, màu tinh cũng to lên, hình tinh echo dày và nó sẽ giảm cái máu, xong thì giảm cái máu. Cô với giai đoạn bán cấp thì mình sẽ mất cái cấu trúc bình thường. Các bạn tưởng tượng xoắn cái cứng máu rối loạn thì trong cái giai đoạn đó sẽ có thể tạo áp xe hoặc là hoại tử, nên cấu trúc tinh hoàn lúc này sẽ không có đồng nhất nữa, và mình sẽ thấy là bắt đầu có những cái đen echo kém và bệnh mạch chí là echo trống, ha. Rồi giảm được chảy mạch máu, và cái giai đoạn này thì bắt đầu tinh hoàn có thể sẽ theo đi bay một phần bay một bộ. Rồi ví dụ như ông vậy, anh vậy, thằng này nói gì, thằng đầu tiên thấy gì, nhấp ngang của hai bên, đúng không? Thấy bên phải nhàn, cứ quá bình thường. Bên trái sao? Không có thiếu máu. Và cấp cứu thì sao? Ở đây cái giai đoạn mà không thiếu máu này, mình nếu mà mình làm động thì mình sẽ thấy ở đây là cái echo nó kém kém, nó không có đồng nhất nữa. Hình này cũng vậy, mình bỏ màu, bên này có thiếu máu, bên này không có thiếu máu. Rồi cấu trúc tinh hoàn hai bên, hai nó không có đồng nhất, mình sẽ thấy thay đổi. Và tới cái giai đoạn mạng, thấy sao? Cấu trúc tinh hoàn sẽ không có đồng nhất, những cái buồn để cô kém đại lát, không, cấu trúc tinh hoàn lúc này nó đồng nhất lại, nó teo đi. Thì bên cạnh cái xóm tinh hoàn có một bệnh nữa, đó là cái xóm ấu phụ. Xóm ấu phụ thì rất là dễ nhầm lẫn, là mình chẩn đoán là một cái viên hay là một cái xóm bất cần phẫu thuật hay là không, thì đối với xóm tinh hoàn chắc chắn là phải phẫu thuật, còn xóm ấu phụ thì là không phẫu thuật. Ha, thì xóm ấu phụ sẽ là xóm ấu phụ của tinh hoàn hoặc là ấu phụ của màu tinh. Em bé cũng sẽ là biểu hiện là đau. Mình siêu âm mình thấy cái gì? Mình sẽ thấy tinh hoàn với màu tinh gần như bình thường. Chứ mà hoặc là nó có thể là tăng thiếu máu nhẹ. Nhưng cái quan trọng của mình sẽ thấy một cái cấu trúc echo dày nó nằm ở trên của tinh hoàn, ha, một cái mảng echo dày trên của tinh hoàn. Thì vì lý do nào đó bạn siêu âm thì bạn thấy cái mảng echo dày đó và bạn thấy được cái tinh hoàn màu tinh nó tăng thiếu máu, các bạn đọc là tinh hoàn màu tinh, ha. Với sự khác làm thì ta làm ra được, ta thấy được cái mảng echo dày đó, người ta chẩn đoán là xóm ấu phụ. Xóm ấu phụ thì không cần mổ, trẻ chỉ nằm yên tại chỗ nghỉ ngơi giảm đau, không có mổ gì cả, ha, người có thể có sống tinh hoàn. Thì đây, đây là mình thấy tinh hoàn đi vào tinh ha,
cây thấy là nó thì nó nhảy lên, nó nằm trên kẽ lên trên bên này chạy. Ở cái giai đoạn này thì cây nó chỉ hiện cái này là cái gì, bạn sẽ đọc nếu bạn đọc cái này bạn đọc đây là gì, đọc gì, thấy cái này thì đọc gì, đọc nang, nang hoàng tinh đúng không, thì cái đọc nang hoàng tinh thôi. Trong cái giai đoạn cấp nó viên thì bạn sẽ thấy cái những mảng này tôi nhảy dày và sau đó cậu sẽ chuyển đổi cái dày đó thành cái cung kém không đồng nhất và từ từ sẽ hóa nang ha. Nên đây lưu ý cái việc cái bệnh là xong bốn phụ là như vậy. Còn đối với viêm tinh hoàn màu tinh thì thường á viêm màu tinh nó là phải gặp là do những trục ngược từ bàn quay cái đường tiến lên, nên sẽ gặp chủ yếu là ở người lớn, trẻ lớn và người lớn. Đau bì liên quan đến đường tiểu nên tiểu khó và sẽ có sốt, nên sẽ có sốt. Giai đoạn cấp thì đi đến tiền cứ lên cung kén, tăng có thể có chạy dịch và tăng thiếu máu. Cái giai đoạn này thì có thể bắt đầu cái viên nó có thể đóng bôi, nó thành xi hóa nên mình cảm thấy cái những lúc bôi. Rồi trong cái viên tinh màng, đây mình sẽ làm tăng thiếu máu rất là nhiều. Tinh màng lớn thì cô không đồng nhất và mình sẽ bỏ cái tất lên năng lượng đó. Sẽ thấy tăng lưu lượng máu rất là nhiều. Anh đi là bài về tiền sẽ có một bài viên á của người lớn. Thì cái này cũng có thể đến bài đó để đàn em có thích cũng được. Sau đó thì chị sẽ có